theo Thánh Matthew chương 15 câu 29 đến câu 37. Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp, thưa có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và 1 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Quý vị và các bạn thân mến, trang Tin Mừng hôm nay phát họa cho chúng ta gương mặt của Đức Giêsu, đấng giàu lòng từ bi và yêu thương hết thảy mọi người, đấng mà Thánh Sử Matthew ghi nhận là chạnh lòng thương đám đông, dân chúng bơ vơ, vất vưởng, đấng mà sẵn sàng quên ăn quên ngủ để chữa lành bao kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc đến với người. Đức Chúa mà chúng ta tin nhận là Đức Chúa của tình thương và đầy lòng trắc ẩn, chứ không phải là Đức Chúa với khuôn mặt cau có, nghiêm khắc và thích trừng phạt như ta tưởng. Khi ta hiểu được tấm lòng đầy yêu thương của Chúa đối với ta, cũng như sự trắc ẩn, thổn thức của Ngài trước nỗi đau, nỗi khổ của ta, thì chắc chắn tất cả những việc đạo đức thiêng liêng ta làm bấy nay trở thành cách thế diễn tả tình yêu của ta đáp lại tình thương của Ngài, chứ không còn là các luật lệ, quy tắc nặng nề và có tính chất ép buộc mà ta miễn cưỡng làm cho xong. Lạy Chúa, mùa vọng là mùa chúng con dọn lòng để đón Chúa đến. Ước gì chúng con biết đổi mới con tim, đổi mới lối suy nghĩ, để chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa cho thế gian, đặc biệt là những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ước gì qua chúng con, nhiều người có thể nhận biết Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Amen.